Chào mừng các bạn đến với kênh Sức khỏe cho mọi người. Với thông điệp có sức khỏe là có tất cả, hãy cùng chúng tôi lan tỏa những kiến thức về sức khỏe tới cộng đồng bằng cách chia sẻ video này bạn nhé. Những sự thật thú vị về cú đạp của thai nhi, chưa chắc mẹ bầu đã biết hết. Chắc hẳn đối với các mẹ bầu, khoảnh khắc cảm nhận thấy những cú đạp của con yêu thực sự rất hạnh phúc và kỳ diệu biết bao. Đó là lúc mẹ thấy rõ nhất sự tồn tại của một sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Đồng thời, đấy cũng là dấu hiệu chứng tỏ thai nhi đang phát triển rất tốt. Vậy mang thai đến tuần thứ bao nhiêu thì mẹ bầu cảm thấy bé yêu đang đạp? Theo các bác sĩ chuyên khoa, ở tuần thứ 9 của thai kỳ, các bé đã bắt đầu biết đạp trong bụng mẹ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, những chuyển động của bé chỉ được phát hiện khi siêu âm. Được biết, thông thường với những người mang thai con thứ sẽ cảm nhận những cú đạp của con tốt hơn so với những người sinh con đầu lòng. Khoảng tuần thứ 18-19 của thai kỳ, mẹ thường xuyên nhận ra hoạt động của thai nhi qua những lần va chạm vào thành bụng mẹ. Có nhiều mẹ cảm nhận được sự chuyển động của con từ rất sớm khi mới ở tuần thứ 13. Đến sau tuần thứ 24, các mẹ cảm nhận được bé đạp thường xuyên hơn. Trên thực tế, bé không chỉ đạp mà còn có rất nhiều hoạt động khác như nấc, cua tay, quay người, nhào lộn. Đa số các mẹ sẽ có cảm giác thai đạp nhiều vào buổi tối và buổi sáng. Khi nằm nghiêng bên trái, mẹ cũng cảm thấy thai nhi đạp nhiều hơn bình thường. Ở tuần thứ 36 của thai kỳ, mẹ có thể cảm nhận bé giảm số lần đạp. Điều này là do trọng lượng của bé ngày càng tăng lên, vì vậy không gian trong bụng mẹ trở nên chật hẹp đi. Ngoài ra, thai nhi đạp vào tuần thứ bao nhiêu giữa các mẹ cũng sẽ không giống nhau, vì sự nhận thấy thai đạp của mẹ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí bánh nhau. Nếu nhau bám mặt trước thì mẹ sẽ cảm nhận muộn hơn nhau bám mặt sau, hay độ dày của lớp mỡ của bụng mẹ. Bất kỳ một sự chuyển động nào của thai nhi trong bụng mẹ không chỉ đơn thuần là những chuyển động thông thường thể hiện sự sinh tồn, mà còn là cách bé yêu gửi gắm những thông điệp cảm xúc muốn nói với mẹ như con đang no, con đang vui, con đang thoải mái hay con đang khó chịu sợ hãi. Mẹ chỉ cần để ý thì chắc chắn sẽ giải mã được những phần lớn thông điệp ấy, cụ thể như sau. Trong những tháng cuối thai kỳ, bé đạp mạnh và tạo nhiều áp lực lên xương chậu của mẹ hơn. Trong những tháng cuối thai kỳ, hầu hết mẹ bầu sẽ có cảm giác vô cùng nặng nề và áp lực ở phần khung xương chậu sẽ tăng lên đáng kể để chuẩn bị cho cuộc sinh. Những cú đạp, thúc mạnh của em bé chứng tỏ bé đã sẵn sàng cho một cuộc di chuyển lớn đầu tiên trong cuộc đời, đó là chui ra bên ngoài. Mẹ có thể tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ để giảm bớt áp lực trong những tháng cuối này. Bé bất ngờ đạp mạnh khi bị nấc hoặc giật mình. Đôi khi mẹ sẽ cảm thấy lo lắng khi bé bỗng dưng đạp rất mạnh và bất ngờ. Tuy nhiên, cú đạp bất ngờ đó rất có thể là em bé của bạn đang bị nức cụt do uống nước ối hoặc giật mình vì tiếng động lớn mà thôi. Hiện tượng này cho thấy thai nhi đang có hệ tiêu hóa khỏe mạnh và đang phát triển bình thường, mẹ không cần quá lo lắng. Bé đạp mạnh và liên tục do không gian chật chội. Ban đầu, các chuyển động của bé chỉ dừng lại ở những cú máy rất nhẹ. Nhưng khi thai càng lớn dần, bé sẽ đạp mạnh hơn với tần suất cao hơn. Một phần cũng do khi thai lớn, không gian trở nên chật hẹp và bé sẽ cảm thấy khó chịu hơn, bé sẽ cảm thấy muốn duỗi chân và đạp mẹ nhiều hơn. Bé sẽ đạp ít đi trong một thời gian nhất định. Các chuyên gia khuyến cáo thai nhi cần chuyển động 10 lần trong 1 giờ. Nếu ít hơn thì bé có thể đang khó chịu và gặp vấn đề gì đó. Mẹ thử uống thêm nước, nằm nghiêng sang một bên và đếm số lần thai máy. Nếu số lần đạp của bé vẫn ít, mẹ có thể đếm trong một giờ tiếp theo. Bé đạp để nói chuyện với mẹ. Các bác sĩ nhi khoa cho biết nhịp tim của thai nhi chậm lại, dịu hơn khi nghe thấy giọng nói của mẹ. Bé có thể ghi nhớ giọng nói của mẹ và có xu hướng đạp, trườn nhiều hơn để tỏ ra phấn khích, thích thú khi nghe giọng nói quen thuộc của mẹ hoặc bố.
mẹ nằm nghiêng tạo điều kiện cho bé đạp nhiều hơn. Nhiều mẹ bầu cảm thấy bé đạp nhiều hơn mỗi khi nằm nghiêng sang một bên. Đó là do sự lưu thông máu tăng lên khi người mẹ nằm nghiêng, tạo điều kiện cho em bé chuyển động dễ dàng hơn thay vì mẹ nằm ngửa. Bé đạp để thể hiện sở thích. Mẹ có tin không khi em bé trong bụng có thể cảm nhận được hương vị của các món ăn mẹ đã uống hoặc ăn, hay thậm chí là một giai điệu bài hát nào đó quen thuộc. Điều này cho thấy bé đã phát triển sở thích cá nhân ngay từ giai đoạn đầu hình thành. Đó là lý do vì sao một số em bé thích nghe nhạc cổ điển thì có khuynh hướng đạp rất nhiều để tỏ ý thích thú, còn một số bé khác lại nằm yên. Bé đạp để cố tránh ánh sáng. Mắt của bé lúc này chưa phát triển đầy đủ, nên khi tiếp xúc với ánh sáng, bé sẽ có xu hướng đạp nhiều hơn để quay đi chỗ khác. Các điều kiện tối ưu trong bụng mẹ mà thai nhi thích nghi được là không gian tối, ấm áp và mềm, chứ không phải là ánh sáng. Bé đạp nhiều có nghĩa là bé đang rất khỏe mạnh. Cách tốt nhất để cảm nhận sự di chuyển của em bé là mẹ ở tư thế nằm ngửa hoặc ngồi xuống. Nếu em bé bắt đầu nhào lộn, lăn và đá vào thành bụng mẹ, điều đó có nghĩa là bé đang hoạt động và rất khỏe mạnh. Bé đạp tức là bé đang thức. Ở tuần thứ 30 trở đi, hệ thần kinh của thai nhi có xu hướng rõ ràng hơn về giấc ngủ và lúc tỉnh táo. Bé bắt đầu ngủ nhiều hơn vào ban ngày, trong khi mẹ vẫn đang bận rộn với công việc, còn ban đêm thì lại thức và đạp nhiều hơn khi mẹ đang nghỉ ngơi. Điều này có thể giải thích lý do tại sao trẻ sơ sinh thường thức dậy chủ yếu vào ban đêm và ngủ nhiều vào ban ngày. Những tuần cuối của thai kỳ, thai sẽ ít đạp hơn. Từ tuần tuổi thứ 20 đến 30 của thai kỳ, các cử động của em bé sẽ tăng dần lên, nhưng đến tháng cuối, khi em bé đã lớn và bụng mẹ trở nên quá chật chội, không còn đủ chỗ cho bé di chuyển, thì những cú đạp trườn mình không còn xuất hiện nhiều như trước đây. Mẹ còn thậm chí cảm thấy những cú đạp đau nhói phía dưới xương sườn do bé di chuyển. Bé trườn nhiều hơn đạp trong tháng cuối. Do bị hạn chế các cú duỗi chân để đạp, nên bé phải chuyển sang tư thế trườn nhiều hơn. Chính vì vậy, mẹ sẽ thấy bé trườn khắp bụng, trồi lên trồi xuống như những làn sóng. Không phải lúc nào bé cũng đạp và trườn. Trên thực tế, em bé không phải lúc nào cũng đạp và nhào lộn trong bụng mẹ. Sẽ có những thời điểm bé thức, bị nấc, bé mỏi người, muốn duỗi chân và bé sẽ đạp liên tục. Nhưng cũng có lúc bé ngủ, nằm im hoặc nghe các bản nhạc du dương. Có thể có một loạt các lý do dẫn đến việc thai nhi giảm chuyển động, tuy nhiên không phải lúc nào cũng là các nguyên nhân đáng lo ngại. Bé còn biết bơi lượn tung tăng. Bơi cũng là một kỹ năng đặc biệt, và đây là một hoạt động thai nhi trong bụng mẹ rất thích làm. Nguyên nhân các bé có thể bơi được là vì từ khi được hình thành, bé đã sống trong môi trường chất lỏng, chính là nước ối của mẹ. Thai nhi sẽ bơi nhiều nhất từ tháng thứ 2 đến thứ 5 của thai kỳ, vì khi đó không gian trong tử cung còn rộng rãi, và khi các bé lớn lên, bé chỉ xoay đi xoay lại và không còn đủ chỗ để bơi nữa. Trên đây là những sự thật thú vị về những cú đạp của thai nhi, các mẹ bầu đã biết hết chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận về quá trình mang thai của bạn cho mọi người cùng biết bằng cách viết vào phần bình luận phía bên dưới video này. Nếu thích, đừng quên nhấn like, chia sẻ video tới cộng đồng, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cũng như để nhận thêm những video mới của kênh Sức Khỏe Cho Mọi Người bạn nhé. Chúc mẹ và bé có một sức khỏe thật tốt và có một cuộc vượt cạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Thank you.
Đừng tiếc một like và chia sẻ video tới cộng đồng bạn nhé. Nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông bên cạnh để nhận nhiều hơn nữa những video thú vị của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.